quân vòng mini đoan, mini đoan tức Alonso vòng 1-2 quen thuộc. Vòng quýt trận này cầm Persian rồi, ơn rồi. Vòng quân dường như trận này chúng ta đang nhìn thoáng qua, chúng ta đang dường như là dễ đánh hơn. Không như vậy đối phương có một chó của nó một nhưng là bộ ba. Ở bộ ba sang per hit quân trận này, thậm chí chúng ta đang đánh ra là cửa dưới trong đợt này. Quan trọng cách chèm mà mình vẫn tin tưởng vào cái sát thương của Persian trong tay cam quýt và Per trong tay Exciter. Vâng, dẫn trước thì Alonso bãi quả đầu xấu anh em ạ. Vì kích đời nó là muộn hơn là điều dễ hiểu. Có trận một trận đấu mà quả đầu Alonso rất xấu. Vâng. Chuyển qua Viper, quýt xem nào Viper, hy vọng rằng nó tốt. Vâng, hy vọng Viper nhiều ưu voi. Vâng, điều ông như báo về The Persian kẹp à. Quá nguy hiểm cho con Per này kẹp. Vâng, kẹp ngay giữa nhảy ekip phải nhà 1-4, kiếm thuộc xí măng. Xi măng trận này người cầm súng mơ. Có một bầy hưu nam đưa về Persian đứng kẹp xong một vị trí mà hoàng như thầy. Sợ nhất là cái bài sang một cạnh cơ kẹp và sang nhà đầu cánh xi măng đánh cung đẩy sớm, nó là cái thế mà ta lo sợ nhất thôi. Bằng sang vơ cố gắng thông canh sớm. Ở đây máy của game thủ Alonso một bài mini đoan như vậy, có voi về, có ba voi về. Vâng, xi măng, xi măng cũng bài là cũng thấy bãi quả. Một bãi quả mà cắt dần ra sớm, bởi vì đây là vị trí mà khả năng tranh sẽ xảy ra rất cao. Bài xi măng trận này tính ra cũng là một bàn có hốc. Một bàn có thể cơ cấu nhà, có hươu, có voi, có quả, có đồ ăn cũng kiểu hòm hòm rồi. Nhưng xi măng vẫn đang như vậy, vẫn đang muốn dò thêm một con voi, lấy thêm bài hươu này. Một cái bài hươu đầu 4, một voi về và quả phụ này là quả phụ sau. Tạm thời đồ ăn đã đủ cho xi măng. Quay sang máy cam quýt, quýt khả năng cao sẽ người chèm vào kẹp sau hay chăng. Một bãi quả nhưng mà không biết có ăn được không. Việc đi vào bãi quả kia mình vẫn đang chưa nhìn thấy cái đường đi vào. Di chuyển dần một quãng đường rất xa và đi vòng, cố ăn cho mình bãi quả. Với bài Persian nói chung vẫn cố kích đời thôi. Bài Per này cũng tầm tầm kiểu như ngang bài Kata, bài đẹp và kích sâu. Một vòng. Vâng, như vậy là hit và Per một cánh. Xi măng đang báo về gặp màu 8 vô thường. Nhưng bài xi măng trận này lực lượng thực việc bán thêm mấy hưu này, mình nghĩ bài xi măng lực thực vẫn khỏe. Hưu đầu, hưu đầu 4, một voi về, một bãi quả 6 cũng như một bầy hưu phụ. BB, xi măng đang cố gắng cơ cấu BM để cho cái gỗ 75 kia, vâng, tận dụng cái gỗ 75 kia để chúng ta có một mặt kín trước. Một chiếc nhà BM sẽ xây giúp cho việc ken cái gỗ 75 kia của xi măng là không thể. Và mình tin là xi măng sẽ cơ cấu như thế. Một chiếc nhà BM gõ ra sẽ giúp cho tận dụng cái gỗ 75 kia để đối phương không ken được vào. Tonic.
Vâng, đánh cung cho sinh mạng. Đây máy có quýt, quýt sẽ lời răng lên chém kẹp răng. Một bài kích đời khoảng tầm 11 tròn. Và máu 7, game thủ Chrome Khóc sẽ có giò. Một pha nốt dần rất khéo từ Gam Quýt, nhưng cái việc nốt dần thì kia chúng ta tạm thời sẽ quên hai thằng dần này đi. Vâng, quên hai thằng dần này đi, chúng ta một bài đánh 23 dần đến từ Per. Tạm thời coi như thế. Nhưng bãi quả kia đang bãi quả kín nên cho Gam Quýt. Đầu cắt dần ra giữa bản đồ đi ăn hoa. Vâng, giò màu 7 vẫn đang đuổi theo con giò Cam Quýt thôi. Vẫn chưa ra manh động nhiều. Quýt đang không có vị trí xây L2 trong tờ này. Tạm thời sẽ bài 1L đến từ với cái vụ Cam Quýt thôi, màu 7. Vâng, màu 7 không biết là nhảy đời 3 hay chưa. Vâng, 7 đã đến 3. Vâng, chết khoảng tầm 3 dần rồi, có giò màu 5 lô 1 chọc ra. Như vậy ba người đánh một cánh bên này, Alonso bên kia là gặp thằng Seng đấy. Alonso bên kia sẽ gặp Seng và solo với cả một Seng thôi. 26/52, con giò vẫn chưa có giáp, vì vậy vẫn chưa dám manh động từ bài Camino này. Cánh bên này Alonso chỉ solo với Seng. Và cần cố gắng và cần thiết để không ôm được Seng thì cho một giò một chém vào chăn người sang lờ nô 1. Cầm cho giòn, nếu như cảm thấy mà không chơi được Seng, tránh trường hợp chúng ta phê. Bên này Hoàng Nhi bắt đầu bo nhỏ. Vâng, năm nay 20/44 thôi. Đang bị Per chém thẳng lạc đà vào tơn rất đầu. Quýt vẫn đang là 27, một bài Per ra đang đứng lạc đà thủ. 2 BL từ game thủ Exciter. Vâng, Xi Măng. Xi Măng năm nay 28. Sẽ cố gắng đẩy đi sớm bắn fit Per này. Đang chọc giò thôi không biết là dâng hay sao. Trông cũng khó. Tạm này đè phốc lên luôn. Vâng, tỷ số lại là 1-2.